Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau gần một tháng tạm hoãn làm việc, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa có kế hoạch mở lại phiên xử phúc thẩm đối với Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong vụ án nữ sinh giao gà, và Vì Thị Thu, sinh năm 1982, liên quan vụ mua bán trái phép chất ma túy. Phiên xử diễn ra ngày 22 tháng 4 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên do thẩm phán Nguyễn Vũ Đông làm chủ tọa. Theo quyết định xét xử, bà Trần Thị Hiền có 6 người bảo chữa, họ gồm các luật sư Giang Hồng Thanh, Trần Đình Triển, Trần Đình Minh Long, Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Vi và Lương Đức Chính. Ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù, vì thị thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan. Phiên phúc thẩm diễn ra tháng 5 năm 2022 ở Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ, do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến Trần Thị Hiền để điều tra, xét xử lại. Đối với bị cáo Vì Thị Thu thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2023, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án gần đây nhất vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, phiên phúc thẩm được mở lại tại tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, nhưng Trần Thị Hiền tiếp tục kêu oan đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng tất cả các luật sư bảo chữa cho mình, đều đã có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa và lý do sức khỏe không đảm bảo, sau đó hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Theo bản án sơ thẩm, do Trần Thị Hiền mua ma túy còn thiếu nợ của Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng đòi nhiều lần không được nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của Trần Thị Hiền để tạo sức ép. Quá trình giam giữ bắt cóc, các đối tượng đã nhiều lần cưỡng bức nạn nhân và sau đó là sát hại. Vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp Tết 2019.